Ông Donald Trump đắc cử, chính thức thay máu chính quyền mới, công bố danh sách đề cử một loạt quan chức gây sốc dư luận. Hàng loạt nhân sự trong nội các của ông Trump bị đe dọa đánh bom, FBI khẩn cấp hành động. Ngày 13 tháng 11, ông Trump tuyên bố sẽ giao cho tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Vivek Ramaswamy cùng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE mới thành lập. Vậy Bộ Hiệu quả Chính phủ do tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Vivek Ramaswamy đứng đầu có gì đặc biệt? Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bình luận quốc tế. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 11, ông Donald Trump thông báo tỷ phú Elon Musk và tỷ phú Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE nhằm đơn giản hóa quy định, cắt giảm chi tiêu và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. DOGE không có quyền lực pháp lý, không được quốc hội lập ra và không có ngân sách. Vì vậy, các thành viên tham gia sẽ làm việc tự nguyện, không được hưởng lương. Vậy điều gì đã ngăn ông Trump không yêu cầu quốc hội đứng ra lập cơ quan hiệu quả chính phủ này? Và cơ quan này liệu có thể phát huy được những gì mà Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng chính quyền mới của ông kỳ vọng? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi trước khi đi vào bình luận. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố sẽ để tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Vivek Ramaswamy cùng dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ DOGE mới được thành lập. Cơ quan này nắm giữ nhiệm vụ gì? Ông Trump cho biết trong một tuyên bố rằng tỷ phú Musk và ông Ramaswamy sẽ cung cấp lời khuyên và hướng dẫn cho Nhà Trắng, đồng thời hợp tác với Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách để thúc đẩy cải cách quy mô lớn về cấu trúc trong chính phủ. Bên cạnh đó, đây sẽ là một cơ quan ngoài chính phủ, vì vậy không cần sự thông qua của Thượng viện để đi vào hoạt động. Theo ông Trump, cặp đôi này sẽ mở đường cho chính quyền Trump 2.0 tháo dỡ bộ máy hành chính, cắt giảm các quy định thừa, giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Trước đó, ông Elon Musk đã bày tỏ mong muốn giảm số lượng các cơ quan liên bang từ hơn 400 xuống còn không quá 99. Ngoài ra, tỷ phú Musk cam kết tính minh bạch trong hoạt động của DOGE, tuyên bố trên mạng xã hội X rằng mọi hành động của cơ quan này sẽ được đăng công khai trực tuyến để đảm bảo minh bạch tối đa và kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến. Ông Musk khẳng định, chúng tôi cũng sẽ có một bảng xếp hạng về những khoản chi tiêu cực kỳ ngớ ngẩn từ tiền thuế của người dân. Đây là điều vừa bi kịch vừa thú vị. Ông Trump cho biết, cơ quan này sẽ hoạt động đến ngày 4 tháng 7 năm 2026. Một chính phủ nhỏ gọn và hiệu quả hơn sẽ là món quà dành cho nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày ký tuyên ngôn độc lập vào năm 2026. Thưa quý vị, dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump, tỷ phú Elon Musk và ông Vivek Ramaswamy, Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE được thành lập nhằm cải cách các quy định và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Tuy nhiên, với việc thiếu quyền lực pháp lý và ngân sách, liệu DOGE có thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng của họ? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Bình luận quốc tế của chúng tôi cùng với hai vị khách mời. Tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Văn Cương. Kính chào quý vị khán giả. Ông là Phó Giáo sư Tiến sĩ Triết học, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích, nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, Thiếu tướng Lê Văn Cương. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Xin kính chào quý vị khán giả. Ông là nguyên trưởng Ban biên tập Tin Thế giới, Thông tấn xã Việt Nam, nguyên trưởng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt-Nga, Tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Xin được cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai vị chuyên gia đánh giá như thế nào về cơ chế hoạt động của Bộ Hiệu quả Chính phủ do hai vị tỷ phú Mỹ đồng lãnh đạo ạ? Tôi xin được hỏi chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Vâng, đây là một cơ quan mới mà có lẽ phải nói là một cơ quan thì đúng hơn, chứ theo tôi không phải là bộ. Bộ thì ở Mỹ thì có thể nói là cố định bộ do Quốc hội thành lập hoặc giải thể. Còn đây là quyết định của một vị Tổng thống thập ra một cơ quan trực thuộc ở trong nội các. Thì mục đích của cái cơ quan mà ông Donald Trump dự kiến lập ra này
đứng đầu là hai tỷ phú, hai nhà hoạt động công nghệ lớn đấy, thì để cắt giảm chi tiêu của nhà nước, mà họ đặt ra những mục tiêu là cắt giảm được nhiều lắm. Mà câu chuyện cắt giảm chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách ở Mỹ thì cũng là có thể nói là trường kỳ rồi. Rất nhiều tổng thống, rất nhiều chính quyền của nhiều nhiệm kỳ khác nhau đã đặt ra mục tiêu này, và nói chung là cũng khó thực hiện. Thì kể cả nhiệm kỳ tổng thống thứ 45, ông Donald Trump ấy, cũng đã nói đến mục tiêu này, nhưng mà lại chi tiêu nhiều, nhất là vào dịp đại dịch Covid ấy. Thì bây giờ ông lập ra một cái quan tư chủ, ông lập ra một cái từ con số 0 là cái cơ quan gọi là để kiểm soát cái hiệu quả hoạt động của chính phủ đấy, gọi là thế. Và có vẻ là ông cũng đặt ra cơ quan này để cho hai người mà ông tin tưởng hỗ trợ ông thời gian vừa qua đấy, thì đứng đầu hai cơ quan này. Còn cơ quan này sẽ hoạt động như thế nào thì cũng đang là một câu chuyện mà người ta cần theo dõi. Hoạt động theo cách là tư vấn, hay là hoạt động theo cách có những quyền hành pháp cụ thể hay là gì đấy. Nó phải phối hợp với các cơ quan tư vấn ở Mỹ. Hiện nay thì cũng đã có một số điểm rõ ràng như thế rồi. Ở Mỹ thì có những cái ủy ban liên bang tư vấn chính sách, tư vấn về các vấn đề cho chính phủ, cho chính quyền, nhưng đây gọi là ủy ban liên bang về tư vấn thôi. Thì tôi đọc tài liệu thì thấy là ở Mỹ có tới cả 1000 cái ủy ban tư vấn như thế. Đấy. Và như năm ngoái, cũng là số liệu của Mỹ đưa ra năm ngoái, những cái ủy ban liên bang tư vấn này ấy, là ngốn tới gần 400 triệu đô la Mỹ, tức là họ phải hoạt động, phải chi phí đấy. Thì có thể là cái cơ quan mới này ngay cả cái tên cũng rất thú vị. Thì nó mấy cái chữ viết tắt đâu, chữ đâu là chữ viết tắt. Thì nó vốn là gần như cùng với cái tên gọi đồng tiền số mà ông Elon Musk theo đuổi, tức là Dogecoin, tức là cái đồng tiền số. Thì như vậy cũng có cái sự thú vị trong chuyện mà ông Donald Trump, tổng thống đắc cử, tái đắc cử, vừa quyết định để thành lập cái này và dành cho hai cái vị tỷ phú này. Vâng, cảm ơn chuyên gia. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, vậy thì theo chuyên gia, tính hiệu quả và khả thi của cơ quan này được đánh giá như thế nào trong chính quyền mới của ông Donald Trump ạ? Về cái gọi là cái bộ hiệu quả chính phủ, tôi đồng ý như chuyên gia Nguyễn Đăng Phát nói, thật ra không phải một bộ đâu. Theo ngôn ngữ Việt Nam có thể nói đây là cơ quan ngang bộ, hay là cơ quan trực thuộc chính phủ. Mà cơ quan này thì không cần phải được Quốc hội chuẩn ý. Thì hiểu cái nó là một cái cơ quan có thể nói mang nặng tính tư vấn. Tại sao tổng thống đắc cử Donald Trump lại đẻ ra cái gọi là cái tạm thời cứ gọi là bộ hiệu quả chính phủ? Cái xuất phát điểm của tổng thống Donald Trump là thế này: từ xưa nay ông ta rất ghét cái chính phủ, ông ta thấy cái bộ máy công kênh nặng nề vô tích sự. Theo quan điểm của ông Donald Trump là dẹp, bỏ bớt. Tốn tiền, không giải quyết được gì cả. Chứ ý tưởng của Donald Trump là thế. Đánh giá lại, từ đấy thu gọn cái nhân sự, cái bộ máy lại. Quan điểm của Trump là làm tinh gọn, hiệu quả. Nhưng mà thưa với các bạn rằng cái bộ máy của Mỹ cũng phải công kênh lắm. Theo nhiều nguồn tin tôi biết là cái người ăn lương của Mỹ có 2,1 triệu thôi. 345 triệu người mà 2,1 triệu quan chức thì không nhiều đâu. Nhưng mà thôi thì ta không bàn chuyện này. Nhưng mà xuất phát điểm của ông Trump là cái bộ máy chính quyền Mỹ nó cả là công kênh, cả từ trung ương địa phương công kênh lắm. Dứt khoát phải tính toán lại, cần phải thu gọn, cần phải hiệu quả hơn để giảm chi phí. Theo một tính toán ban đầu bảo là như vậy, là nếu tính toán hiệu quả thì có khả năng giảm 2,000 tỷ đô la, có người đưa ra 6,000 tỷ. Đấy, quan điểm của ông Trump là thế. Xuất phát từ cách nhìn của nhà kinh doanh hiệu quả, cái bộ máy kinh doanh một hiệu quả là phải tính gọn. Ông thấy cái bộ máy này nặng nề lắm. Bộ máy của ông Obama trước đây, bộ máy cũng giúp đỡ này công kênh nặng nề nhiều tầng lắm. Vì thế ông mới đẻ ra cái gọi là cái bộ hiệu quả chính phủ, mục đích là vậy. Chứ còn thật ra tôi nghĩ rằng là có lẽ ông không nói ra. Nhưng theo tôi nghĩ, tôi giải mã,
đây là cái việc mà ông giao cho một người tin cậy, một cái tin cậy nhất, để giám sát hoạt động cơ quan. Có lẽ như vậy thì đúng hơn. Quan điểm 100 là người nào trung thành thì dùng trung thành thôi. Còn công việc, năng lực tính sóc, cái bộ máy ông hình thế này trung thành, cái tiêu chí 80% trung thành với ông. Cho nên chắc gì ông không quan tâm lắm đến cái năng lực trình độ đâu ạ. Đưa một cái MC, một người dẫn chương trình bình luận của Phúc Lưu và Bộ trưởng Quốc phòng thì chứng tỏ là ông cần gì cả. Trung thành về ông là quan trọng nhất. Nhưng cái việc này tôi nghĩ rằng là ý tưởng của Donald Trump như vậy, thế nhưng mà cái hiệu quả không đơn giản thế nào cả. Hệ thống luật pháp cũng bị dày đặc. Mọi hành vi của các quan hành pháp đều đụng luật pháp cả. Chứ không phải ông muốn làm gì cũng được đúng không ạ? Trong nhiều các hiện nay thế ạ. Cái mấy tuần đầu tiên thì làm rất mạnh mẽ hung hăng. Đến bây giờ là cuối tháng 11 này bắt đầu chừng lại rồi. Càng nhân chủ nó không mạnh mà về cái nội cả cũng chấm. Thiếu gì lý do, trăm ngàn lý do ạ. Bây giờ phải qua cái bộ nội vụ, qua FBI thẩm tra. Đấy, bây giờ thì cái ông A này là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính. Dứt khoát cái FBI này phải kiểm tra cái lái lịch của ông này, quá trình chuyện gì không rồi nè. Rồi Bộ Nội vụ phải xem lại rồi nè. Mà cái này nó ngâm cho thì cũng đơn giản đâu ạ. Hiện nay cái bộ máy này vẫn của đảng Nhất chủ mà. Chứ tôi nói trong quá trình đưa ra một cái gọi là cái bộ hiệu quả chính phủ ấy là theo ý đồ, tức là muốn tinh giản bộ máy hiệu quả hơn, giảm cái ngân sách nhà nước. Nhưng quá trình thực hiện thì không đơn giản thế nào cả. Bởi vấn đề đùng đến tổ chức con người thì không phải Hoa Kỳ đâu. Cả hành tinh này đều khó khăn cả. Nước nào cũng kêu gọi cắt giảm ấy, nhưng mà cắt bao nhiêu đó. Những cái chuyện hơn ở nước Mỹ, hệ thống luật pháp dày đặc này. Mọi hành vi của Tổng thống đều đùng vào luật pháp cả. Chứ không phải muốn gì cũng được đâu. Nhưng tôi cho có lẽ hiệu quả lớn nhất của cái bộ, cái gọi là bộ hiệu quả chính phủ này, tức là gì? Có thể nói nôm na là tai mắt của Tổng thống. Đối với nhân vật chủ chốt được các bộ thuộc nội các. Xem hiệu quả ông làm ăn kiểu gì, và quan trọng hơn là ông có trung thành vì chính sách của ông Trump không. Nhưng mà tôi cho rằng sau 20 tháng giêng năm 25 trở đi thì tôi nghĩ cái hiệu quả hoạt động bộ này cũng hạn chế lắm. Trong cái bối cảnh nước Mỹ không đơn giản tí nào cả. Quyền lực vẫn hai năm trong hai cái đảng. Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa. Cho dù hiện nay là Đảng Cộng Hòa nằm ở Quốc hội, cả Hạ viện, Thượng viện, nhưng muốn làm những việc mà theo ý kiến cá nhân của Tổng thống không đơn giản thế nào cả đâu. Ngay đến bây giờ cả cái thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đấy ạ, cái tâm của đồng tình vùng chấm trong sắp xếp nhất trường này đâu ạ. Cái Bộ trưởng Bộ Tư pháp là phải rụt đuôi rồi nha. Bây giờ đến cái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng 50-50. Một loạt bộ khác. Ngay cả các thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ Cộng hòa đó, người ta cũng đồng tình. Chứ vấn đề bàn đặt ra là cái hiệu quả của bộ hiệu quả chính phủ thì tôi cho rằng ông còn phải làm thôi, nhưng mà cái hiệu quả tôi cho là không được nhiều ông mong muốn, có thể nói như vậy. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, qua những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Cương thì đây có phải là lý do mà đã ngăn ông Donald Trump không yêu cầu Quốc hội để đứng ra thành lập cơ quan hiệu quả chính phủ này không ạ? Không, đấy là theo luật, theo tôi nghĩ đấy, nhưng mà tôi muốn nói thêm là việc ông Donald Trump quyết định thành lập cái cơ quan này là thực ra mà nói là cái hành động của ông rất nhất quán với tư duy, sách lược, lập trường của ông. Năm 2016 khi mà nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu đấy, tổng thống thứ 45 đấy, thì ông Donald Trump cũng có phát biểu là ông sẽ quyết tâm lấp cái vũng lầy Washington. Ý ông nói là cái bộ máy quan liêu và có cái sự công canh và có cả tham nhũng biển thủ nữa. Đừng nghĩ là ở Mỹ không tham nhũng không biển thủ nhé. Những cái số liệu đưa ra gần đây liên quan đến cái khả năng thành lập cái cơ quan mới này này, là người ta cũng nói nhiều đến bao nhiêu dự án, bao nhiêu chương trình mà thất thoát và biển thủ nhiều lắm. Những con số thống kê về mặt tiền bạc thất thoát là rất lớn. Thì như vậy là rất nhất quán đối với ông Donald Trump. Và lần trước thì ông tuyên bố thế nhưng không lập ra một cái cơ chế gì đặc biệt. Và ông hồi đó thì cũng rất khó khăn, nhiệm kỳ đầu ông Donald Trump rất khó khăn.
đối với Quốc hội, đối với chính Đảng Cộng Hòa của mình. Trong Đảng Cộng Hòa cũng nhiều người là bất bình và nhiều người là không hợp tác với ông, chống ông. Nhưng mà lần này ông tự tin hơn. Thực ra mà nói 4 năm qua và đặc biệt trong quá trình tranh cử và với cái thắng lợi có thể nói là tuyệt đối vừa rồi của ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa đấy, trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, thì ông Donald Trump có thể là đã suy nghĩ là có những cơ hội để thực hiện những ý tưởng của mình hơn và ông quyết định thay là cuối này. Ở đây cũng có một cái chi tiết có tính chất là cá nhân của ông, tức là ông lập ra để trao cái chức này cho những người thân cần như chuyên gia Lê Văn Cương vừa nói, và có thể có những cái vai trò giám sát, có những cái vai trò thanh tra, các cái bộ tiêu chí để mà nói là chính quyền, chính phủ hoạt động hiệu quả đến đâu thì họ sẽ xây dựng. Chứ hiện nay có thể là chưa có cái bộ tiêu chí sẵn, nhưng mà cái mục tiêu công khai rõ ràng bên ngoài được đề cập đến là để giảm cái sự công khai, để giảm những cái chi phí chi tiêu của ngân sách của nhà nước Mỹ, mà ví dụ con số 2.000 tỷ đô la Mỹ đấy là mục tiêu để cắt giảm cho ngân sách đấy, thì cái đó là cái mà tôi muốn nói là sự nhất quán đối với ông Donald Trump. Còn cơ quan này lập ra là không cần đến Quốc hội, không cần đến Quốc hội, và hai ông lãnh đạo cái cơ quan này đứng đầu Donald này đấy thì họ được coi là viên chức nhà nước đấy, viên chức nhà nước đặc biệt, nhưng mà lại hai chức danh này là không được hưởng lương. Tôi đọc tài liệu thì thấy như thế, là cũng là một cái điều rất đáng chú ý. Do đó là ông sẽ thành lập thôi, còn sau đấy bộ máy thì do hai vị này cùng với ông xây dựng, rồi bộ tiêu chí cơ chế hoạt động thì cũng sẽ sáng tỏ thêm. Hiện nay là nội các chính quyền, kể cả bộ phận giúp việc ở Nhà Trắng của Tổng thống như cũng đang được xây dựng xung quanh việc lựa chọn nhân sự, gọi là chuẩn bị tổ chức chính phủ, chính quyền gì là cũng có nhiều điều đặc biệt lắm. Người ta cũng so sánh nhiệm kỳ này của ông Donald Trump với nhiệm kỳ của ông trước đây và nhiệm kỳ những tổng thống khác nữa. Lấy ví dụ thế này, tức là 10 ngày sau cuộc bầu cử thì đã có thông tin về việc chỉ định những nhân vật vào các cái vị trí trong nội các rồi. Và người ta có một cái đánh giá chung là cái sự thành lập ekip làm việc nội các của ông Donald Trump thì nó có cái gì đấy, nó có tính chất cũng khá là vội vàng, khá là vội vàng. Người ta đã thống kê ra, tức là những nhiệm kỳ nào đấy, nhiệm kỳ của ông Joe Biden, nhiệm kỳ của những tổng thống khác, thì ví dụ đến ngày 18 tháng 11 ấy, là có bao nhiêu nhân vật được giới thiệu quan trọng. Nhưng mà thường người ta giới thiệu những nhân vật sẽ làm việc trong Nhà Trắng, tức là phủ tổng thống ấy, trước, sau đấy mới đến những nhân vật trong chính phủ. Mà những nhân vật trong chính phủ thì những nhân vật quan trọng như kiểu Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng v.v. thì cũng sau mới giới thiệu. Rồi Tổng trưởng lý, đồng thời là Bộ trưởng Tư pháp thì cũng là cuối của cái đợt giới thiệu này mới giới thiệu. Nhưng ông Donald Trump là đã giới thiệu sớm, công bố sớm và cũng đã vấp phải những cái sự trục trặc nhất định, chẳng hạn như là Tổng trưởng lý Bộ trưởng Tư pháp, đúng không? Rồi như chuyên gia Lê Văn Cương đang nói thì với việc giới thiệu một quân nhân quân hàm thì không phải là cao lắm và cũng chưa có kinh nghiệm quản lý gì lắm và chưa chính chiến gì lắm, thì vào cái vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nó cũng đã dấy lên những cái phản ứng không thuận trong quân đội Mỹ cũng như trong Đảng Dân Chủ thì đã đành, nhưng trong Đảng Cộng Hòa cũng đã có nhiều tiếng nói. Thì có một điều mà người ta giải thích cái những cái động thái sớm sủa có phần nào vội vàng của ông Donald Trump khi công bố các nhân sự đấy, thì là ông bổ nhiệm nhiều nhân sự mà chưa có kinh nghiệm quản lý, vậy thì cần phải gọi là nêu ra sớm để họ chuẩn bị cái ekip của mình và có cái hướng để hành động. Bởi vì một nhân sự đứng đầu là ví dụ một bộ thì họ phải suy nghĩ để lựa chọn những thứ trưởng, những cục trưởng và trong cái bộ của mình chẳng hạn, thì ông cân nhắc sớm là thế. Có một nhận xét chung nữa, tức là các nhân vật cho đến nay được ông Donald Trump giới thiệu để chuẩn bị tham gia chính phủ thì nói chung là những nhân vật bảo thủ. Bảo thủ không có nghĩa là cao tuổi mà bảo thủ, nhưng mà theo cái lập trường, cái cách tiếp cận các vấn đề chính trị đối nội đối ngoại của Mỹ là có tính chất bảo thủ theo cái thuật ngữ của cái giới nghiên cứu chính trị đấy đã nói. Nhiều nhân sự là phải được Thượng nghị viện phê chuẩn
phải điều trần và Thượng nghị viện phê chuẩn, thì cũng có thuận lợi là đa số là thuộc về Đảng Cộng Hòa. Mà hiện nay cái xu hướng trong Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Donald Trump là cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Bởi vì cái thời gian vừa qua thì ông đã đạt được một cái thành công ở cái chỗ đó. Cho nên có lẽ những nhân sự mà ông giới thiệu thì về cơ bản nó cũng sẽ được thông qua thôi. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, quay trở lại với cơ quan hiệu quả chính phủ này thì chúng ta đều biết rằng Quốc hội Mỹ hiện là người kiểm soát việc chi tiêu của chính phủ Mỹ chứ không phải là một cơ quan hành pháp nào. Và những gì mà cơ quan mới DOGE tìm cách thực hiện thì có khả năng sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể về mặt pháp lý như thế nào ạ? Nếu bình thường như thế thì sẽ là nhiều thách thức, nhưng ông Donald Trump ấy, là cũng tôi đã đọc thông tin là cũng thấy rồi, là cũng có cái ý tưởng có thể đề xuất sáng kiến đó để thay đổi cái luật hiện nay ở Mỹ về việc mà Quốc hội kiểm soát chi tiêu đấy. Có lẽ là ông sẽ đề xuất, và nếu đề xuất có thể được thông qua, bởi vì hiện nay ông Donald Trump trong nhiệm kỳ này có những thuận lợi rất cơ bản, là trong Đảng Cộng Hòa thì cũng cái sự ủng hộ ông là cao hơn trước đây nhiều rồi, mà những cái sự phản ứng phản đối là khác so với nhiệm kỳ trước. Và hiện nay Đảng Cộng Hòa đã nắm đa số ở hai viện của Quốc hội, Hạ nghị viện và Thượng nghị viện, thì đấy là một cái rất quan trọng. Khi được trong Đảng Cộng Hòa ủng hộ và Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số như thế sẽ rất thuận lợi, và rất có thể là cái luật đó được sửa đổi trong cái nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump. Trong hai năm đầu ông rất thuận lợi, bởi vì sau đấy mới có bầu cử bổ sung, mới có những cái xáo trộn ở trong Quốc hội Mỹ. Nhưng hiện tại là các điều kiện đang đứng về phía Tổng thống đắc cử Donald Trump. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Đăng Phát và chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, nỗi lo ngại rằng nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Donald Trump sẽ cực đoan hơn nhiệm kỳ đầu tiên thì đang gia tăng, đặc biệt là khi ông công bố một loạt lựa chọn nhân sự cấp cao gây sốc dư luận. Vậy ai là người đứng sau việc lựa chọn các ứng viên nội các mới cho ông Trump? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo hãng tin Reuters, người con trai cả Donald Trump Jr. đang giúp cha mình là Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn ra các thành viên trong nội các chính quyền Mỹ nhiệm kỳ tới, điều đang gây ra tranh cãi ở quốc gia này. Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống đắc cử Trump, được giới nghiên cứu đánh giá là thành viên có ảnh hưởng nhất trong gia đình Trump đối với quá trình chuyển giao hiện nay của cha mình, nhất là việc xây dựng một đội ngũ cấp dưới trong nội các mới. Đã từ lâu, ông Trump được nhận xét là thường lấy ý kiến những thành viên trong gia đình mình về tư vấn chính trị, nhưng với mỗi thành viên, ông sẽ có cách lắng nghe khác nhau. Đối với người con cả Trump Jr. thì ông Trump luôn đặt ở một vị trí khác hẳn. Theo nhiều nguồn tin thân cận, ông Trump Jr. có vai trò khá quan trọng trong những quyết định khi đã ủng hộ Thượng nghị sĩ J.D. Vance, người được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống, cũng như ngăn cản việc cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia nội các mới. Ông J.D. Vance được biết đến là bạn thân của ông Trump Jr. vào thời điểm được lựa chọn là người đồng hành với cựu Tổng thống Trump. Ông Vance cũng từng chịu nhiều lời đồn thổi không thực sự có lợi trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên sau đó, ông Trump được xem là khá hài lòng với những gì ông Vance đã thể hiện, đồng thời trao cho người con trai cả của mình tư cách là cố vấn trong quá trình chuyển giao. Theo một số phân tích, ông Trump Jr. thường tìm kiếm những ứng cử viên trung thành với cha mình. Ngoài ra, ông còn tìm kiếm những người có quan điểm khá giống cha ông như theo đuổi các chính sách kinh tế bảo hộ, cắt giảm các biện pháp can thiệp quân sự và viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, một số ứng viên được ông Trump Jr. ủng hộ và đã được cha mình đề cử lại đang vướng vào một số vụ việc lùm xùm và không dễ dàng được Thượng viện Mỹ xác nhận. Trong đó có thể kể đến ông Robert F. Kennedy Jr., người được đề cử làm Bộ trưởng Y tế, và bà Tulsi Gabbard, người được đề cử làm Giám đốc Tình báo Quốc gia. Ông Kennedy Jr. là một nhà hoạt động vì môi trường, từng đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi về việc sử dụng vaccine. Trong khi đó, bà Gabbard lại từng tán thành lý do Tổng thống Nga đưa ra để tiến hành cuộc chiến với Ukraine và có cuộc gặp gây tranh cãi với Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào thời điểm năm 2017. Theo một số đánh giá, không phải tất cả ý kiến của ông Trump Jr. đều được cha mình nghe theo, trong đó có nhiều sự lựa chọn khác hẳn với những tư vấn của ông. Trong đó, ông Trump Jr. giới thiệu người bạn thân Rich Grenell, cựu đại sứ Mỹ tại Đức, trở thành ngoại trưởng mới, nhưng cha ông đã chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho vị trí này. Một số nguồn tin thân cận với ông Trump Jr. cho biết, ông không tham gia vào mọi quyết định về nhân sự và không làm việc toàn thời gian trong quá trình chuyển giao, cũng như không được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn trong việc thẩm tra các ứng viên cho các vị trí thấp hơn. Trong bài trả lời phỏng vấn với hãng Fox News, ông Trump Jr. cho biết, thực tế lần này là chúng tôi thực sự biết mình đang làm gì, và đó là việc bao quanh cha tôi là những người vừa có năng lực, vừa trung thành.
Trước đây, con gái của ông Trump là cô Ivanka và chồng của cô Jared Kushner cũng đã đóng một vai trò khá nổi bật trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của cha mình, cũng như quá trình chuyển giao quyền lực sau đó và trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Người con rể Kushner từng được lựa chọn là cố vấn cấp cao của ông Trump, tập trung vào vấn đề Trung Đông. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử lần này, vai trò của cặp đôi này được đánh giá ít vai trò và hoạt động hơn nhiều. Tuy thế, nhưng vừa qua, ông Jared Kushner cũng cho biết đã trao đổi với tỷ phú Steve Witkoff, người mới được ông Trump chọn làm đặc phái viên của Mỹ tại Trung Đông. Ông cho hay, tôi đã làm việc với ông Witkoff để cập nhật về những nỗ lực trước đây của ông Trump. Ông Kushner vẫn được dự báo sẽ tham gia vào việc hoạch định chính sách về vấn đề Trung Đông của Tổng thống đắc cử Trump với tư cách không chính thức, với mục tiêu bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út theo thỏa thuận mở rộng Hiệp định Abraham năm 2020. Theo nguồn tin thân cận với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, vị Tổng thống đắc cử này dường như không cần lời khuyên từ gia đình nhiều như trước đây khi đã có những người cố vấn hiệu quả như bà Susie Wise, người đã được bổ nhiệm làm tránh văn phòng Nhà Trắng và là ứng viên nội các đầu tiên được ông Trump công bố. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, phóng sự vừa rồi cho thấy là dường như ông Trump cũng đang chấp nhận rủi ro bởi nhiều trong số những người được ông chọn thì dường như thiếu kinh nghiệm chuyên sâu và kiến thức về bộ phận mà họ sẽ điều hành, đúng không ạ? Tôi xin phép được hỏi chuyên gia Lê Văn Cương. Cái thuận lợi khó khăn của ông Donald Trump trong thành lập nội các mới thì chuyên gia Nguyễn Đăng Phạt là nếu nhiều vấn đề tôi hoàn toàn đồng ý thôi. Người ta đánh giá cái đồng thuận, cái ủng hộ của Đảng Cộng hòa ông Trump đó, cũng nên đánh giá theo hai chiều cạnh. Cái chiều cạnh thật ra là cái vụ ám sát ngày 13 tháng 7 ấy, ông bị bắn vào tay chảy máu. Chính cái vụ ám sát đấy là giúp cho Đảng Cộng hòa, cái đại hội Đảng Cộng hòa ngày 15 tháng 7 vừa rồi làm cái đại hội đảng mà nhẹ nhàng nhất, nhanh nhất. Trước đây Đảng Cộng hòa cũng phải dăm ba người ứng cử, còn ban nhau cãi nhau chán. Cho lần này quyết định ngay, buổi đầu tiên quyết định ngay. Thì cái Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump trong cái bối cảnh, đấy là một. Cái bối cảnh thứ hai là cái Đảng Cộng hòa hoàn toàn bất bình, không vừa lòng với chính quyền Joe Biden để gánh chủ. Nói thẳng mà nói thế. Và vì thế họ ủng hộ ông Donald Trump. Chứ cũng phải họ yếu quý giống Donald Trump đâu. Họ ghét một đối tượng thì họ buộc lòng phải chấp nhận đối tượng khác. Chứ không có nghĩa là họ yếu quyết gì ông Donald Trump đâu. Cho nên khi bàn đến cái chuyện khó khăn thuận lợi của ông Trump thành lập nội các á, ngay trong đồng Đảng Cộng hòa hiện nay cả cái thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ á, họ không nói ra cho có một cái nhận thức chung như thế này. Thôi nhân nhượng ông Trump, nhưng mà không đồ hàng. Có nghĩa là đừng đùa với cái ngay cả thượng viện, hạ viện của Đảng Cộng hòa đấy ạ. Họ sẵn sàng phản đối ý kiến của ông Trump nếu như đề cử nhân sự mà họ thấy không hợp lý. Cho nên ông Trump cũng sẽ vấp cái khó khăn ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, cả trong hạ viện và thượng viện, chứ không rõ, không chỉ đơn giản là Đảng Dân chủ đâu ạ. Sẽ có một cái tình huống trong quá trình vận hành, sẽ có một số thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của Đảng Cộng hòa chạy sang lập trường của Đảng Dân chủ, mà tôi tin chắc chắn sẽ xảy ra trong ngày năm 25, 26 này. Cho nên ông Trump cách điều hành cực đoan của ông á, có lẽ ông có thể vấp cái phản ứng ngay trong Đảng Cộng hòa và trong cái Đảng Dân chủ và xã hội Mỹ. Cho nên cho dù ông có nhiều ý tưởng là hay là tốt, nhưng mà cái xã hội Mỹ được thiết kế một hệ thống luật pháp tôi cho là hoàn chỉnh nhất thế giới. Mọi hành vi của Tổng thống đều đúng một luật pháp cả. Chứ không phải ông muốn làm gì làm đâu. Chặt chẽ lắm. Cho nên cái Tổng thống có quyền, nhưng bao giờ cũng có một cái giới hạn trong khung pháp lý nhất định cả. Cho nên vấn đề thành lập cái nội các này đến bây giờ như vậy là bắt đầu thấy được hai tuần đầu là ngon lành thôi. Thì cái tuần thứ ba này là bắt đầu lùng cùng rồi đấy. Nha. Ngay trong nội bộ nghị sĩ, hạ nghị sĩ người ta bắt đầu có ý kiến rồi. Thứ hai là cái Đảng Dân chủ hiện nay còn nắm quyền. FBI, cái cơ quan thẩm tra đi địch, soi lại xem cái ông này từ trước đến nay có chuyện gì không. Rồi là toàn bộ hồ sơ lịch hiện nay nằm trong tay chỉ người Joe Biden, họ có rùng đỉnh thôi ạ, chứ làm gì vội vàng cả. Cái Đảng Dân chủ mà thấy cái khó khăn cho ông Donald Trump trong quản lý thế là một cái này, cho nên khả năng hình thành một cái nội các mà theo như ông Trump mong muốn không phải đơn giản đâu ạ.
Tất nhiên rồi cuối cùng cũng sống thôi. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là cái việc điều hành một cái nội các như vậy thì tôi cho rằng là sẽ khó tạo được cái thuận lợi trong cái thực hiện chính sách đối nội ngoại của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới đây, có thể nói như vậy. Không đơn giản tí nào đâu. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, cho đến thời điểm này thì có thể nói rằng ông Trump đang xây dựng gần xong đội ngũ và các nhân viên cấp cao cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Chuyên gia đánh giá như thế nào về các nhân vật ở những vị trí chủ chốt trong bộ máy của ông Donald Trump ạ? Hiện nay người ta chỉ qua những cái nhân vật được giới thiệu đấy, thì người ta thường chú ý nhiều nhất đến mấy cái điểm. Một là quan điểm chung, lập trường chung. Thì nói chung là các nhân vật mà như tôi nói lúc nãy thì là gọi là theo một cái xu hướng là bảo thủ theo cái cách phân tích của các nhà nghiên cứu chính trị ở Mỹ đấy. Thứ hai là người ta xem cả cái nhân vật có lập trường từ trước đã thể hiện ấy, có cách tiếp cận thế nào đối với cả cái vấn đề nóng của nước Mỹ, của thế giới hiện nay, ví dụ đối với châu Âu, đối với chi tiêu cho NATO, đối với quan hệ với Nga, đối với quan hệ với Trung Quốc, đối với thì những nhân vật được lựa chọn, tôi không nói cụ thể từng nhân vật, nhưng mà đều thể hiện cái lập trường như của ông Donald Trump đã thường phát biểu. Ví dụ về Trung Quốc, về Ukraine, về NATO, về biến đổi khí hậu, về Nga, v.v. Thì vấn đề chúng ta cần xem xét, cần theo dõi là các nhân sự có được thông qua hay không. Như chuyên gia Lê Vương Cương nói thì cũng có thể có những cái sự khó khăn. Vừa rồi thì ông Donald Trump cũng đã trục trặc đối với Tổng trưởng lý Bộ trưởng Tư pháp. Từ nhân vật đấy đã phải rút. Và ông Donald Trump lại khen ông như vậy là đã phục vụ lợi ích chung, dũng cảm, đã tự nguyện rút vì khi được giới thiệu đấy. Thì một là có được thông qua hay không. Và có cái mốc quan trọng nữa là những cái động thái tiếp theo khi đã trở thành thành viên chính phủ, khi đã trở thành chính phủ. Và thường người ta soi 100 ngày đầu của ông Tổng thống mới là có những thành tích gì, có những kết quả gì. Và những cái người ta chờ đợi có thể chính trong một cái trăm ngày đầu ấy là có thể có kết quả. Chẳng hạn như cuộc khủng hoảng, cuộc xung đột Ukraine, nhiều khả năng là trong cái trăm ngày đầu ấy lại có những cái kết quả nào đấy. Mà được coi là thành tựu, thành tích của ông Donald Trump và của chính quyền của ông. Thì bao giờ cũng thế thôi. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải quan sát. Bước đầu tiên là các nhân sự có được thông qua hay không. Còn gần như là những cái trích ngang, những cái đặc điểm của các nhân vật đấy thì đấy, người ta soi xét theo những cái vị trí, những cái quan điểm, những cái vấn đề chung ấy, hồ sơ chung ấy. Thứ hai nữa là thành tích trong 100 ngày đầu và sau đấy là tiếp theo nữa. Những điều mà chuyên gia Lê Văn Cương còn nói, tức là có những cái mâu thuẫn, có những cái sự không đồng tình trong nội bộ Đảng Cộng Hòa v.v. ấy, thì có thể người ta ở những cái bước nào đấy người ta nhẫn nhịn, người ta đang giấu kín, người ta chưa bộc lộ ra, nhưng nếu mà không đạt được thành tích trong trăm ngày đầu hay những bước tiếp theo nữa thì những cái mâu thuẫn ấy sẽ bộc lộ ra và sẽ gây khó khăn cho ông. Thì cái đó cũng là đang ở phía trước. Tôi nghĩ cũng rất khó mà nhận định được những cái bước xảy ra tiếp theo đằng sau ngay nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, cái xu hướng mà lựa chọn những người trung thành tuyệt đối bất chấp kinh nghiệm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thì có vẻ như là bài học kinh nghiệm được rút ra từ nhiệm kỳ trước của ông ấy không, đúng không ạ? Ý kiến bà nói đúng đấy, tức là rút kinh nghiệm từ cái nhiệm kỳ trước. Có lẽ cựu Tổng thống Donald Trump nhận thấy được cái nhiệm kỳ đầu trong thiết kế cái bộ máy có lẽ nó không chuẩn. Vì thế lần này sau khi đắc cử thì ông ta làm nhanh. Và cũng là khác thường nhất, tức là tất cả những cái nhân vật mà được ông đưa vào nội các vị trí quan trọng đều là người trung thành với ông cả. Một cái dư luận ở Hoa Kỳ về thế giới nói chung thấy rằng là những người này không phải là những người lành nghề, không phải là những người chuyên nghiệp. Cho nên cái bộ máy này tôi cho là hoạt động sẽ lùng củng, rồi sẽ có vấn đề của nó. Nhưng mà đây cái quan trọng nhất, còn mấy cái nhân vật mà được thế giới quan tâm nhất là ngoại trưởng. Bộ trưởng quốc phòng không quan trọng bằng ngoại trưởng. Trên cái thiết kế cái dàn lãnh đạo hiện nay nữa, chọn cái ông ngoại trưởng Rubio, một con người này trước đây 3 năm đã bị 5 năm để bị Trung Quốc trừng phạt, danh sách trừng phạt trừng phạt rồi đấy.
Chứ nhìn những cái bộ như là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, như là Cố vấn an ninh quốc gia, như Bộ trưởng Quốc phòng, kể cả Bộ trưởng Bộ Thương mại là người nhiều tuổi nhất trong nội các hiện nay. Ông nay, ông Bộ trưởng Bộ Thương mại hiện nay được đưa vào nữa, 71 tuổi. Người dẫn đầu cái đoàn đàm phán cái thương mại Việt Nam à, Mỹ với Trung Quốc, đàm phán thương mại Mỹ với Canada và Mexico. Thì xem ra cái gương mặt này thì thấy rằng có vẻ như trong 4 năm tới đây thì cái quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc có vấn đề. Quan hệ Mỹ-Nga giữa thời Donald Trump liên quan cuộc chiến Nga-Ukraine tôi cho vấn đề cực kỳ hệ trọng. Cái dư luận vài năm gần đây, nhất là cái năm 24 này, cứ nghĩ một chiều, cứ nói rằng là Donald Trump ủng hộ Putin rồi ông giải quyết chuyện gì kia. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn không đơn giản đâu. Nên có một cái chương trình bình luận riêng về chuyện này. Bởi vì trên hành tinh này, hóa ra chỉ mỗi hai mối quan hệ quan trọng nhất là quan hệ Mỹ-Trung và Mỹ-Nga thôi ạ. Chúng ta nhớ là nửa quả đất ở châu Đại Tây Dương là quan hệ Mỹ-Nga chứ ạ. Toàn bộ cái châu Đại Tây Dương là Mỹ-Nga. Cái phần còn lại của đất này châu Đại Tây Dương là Mỹ-Trung. Thì tôi cho rằng cái chuyện Mỹ-Trung trong 4 năm tới đây thì mường tượng hình dung được. Nhưng rõ ràng quan hệ Mỹ-Nga trong 4 năm tới đây là một ẩn số. Chúng ta đừng dễ tin vào cái dư luận nói rằng ông Trump ủng hộ Putin rồi ông có thể kết thúc cái này trớm. Tôi nghĩ không phải đơn giản như vậy đâu. Xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Tôi xin phép được nghe ý kiến chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Đăng Phát ạ. Vâng, tôi chia sẻ ý kiến của chuyên gia Lê Văn Cương. Tôi lấy ví dụ như ứng cử viên cho chức ngoại trưởng, ông Rubio. Thì ông là chống Trung Quốc. Và lại được, mà rõ ràng là đã bị Trung Quốc đưa vào cái danh sách là trừng phạt cấm vận. Như kiểu mà những cái danh sách Mỹ đưa ra về Nga và các nước phương Tây đưa ra về Nga đấy. Thì lại giới thiệu làm ứng cử viên cho chức ngoại trưởng. Thì rõ ràng là có một cái định hướng chính sách. Và cái này như tôi nói lúc nãy trong nhiều lĩnh vực khác là vẫn nhất quán với cái quan điểm lập trường của ông Donald Trump. Từ nhiệm kỳ ông làm tổng thống thứ 45 và trong những năm qua khi là cựu tổng thống mà vẫn tiếp tục hướng tới tranh cử và đã tái đắc cử lần này. Thì như vậy là rất rõ ràng về câu chuyện này. Và có một số trường hợp khác thì đúng là nhìn nhận từ phía những người mà chặt chẽ thì cho rằng thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu kinh nghiệm lấy ví dụ như Bộ trưởng Quốc phòng. Đấy cũng vị trí rất quan trọng. Vị trí rất quan trọng. Hay là Cố vấn An ninh Quốc gia thì cái yếu tố, cái tiêu chí gọi là người trung thành, người hiểu mình mà ông Donald Trump lựa chọn thì thực ra cũng quan trọng. Tôi nghĩ đây là một cái thực tiễn nó cũng diễn ra ở rất nhiều nước trên thế giới. Khi người ta lập một cái ekip, khi người ta lập chính phủ, khi người ta lập một cái đội ngũ giúp việc cho mình xung quanh mình, đối với một người lãnh đạo cao nhất có thẩm quyền ấy, thì ông Donald Trump cũng vận dụng cái này. Và như tôi nói lúc này thì nó cũng chờ đợi một cái sự thông qua, hai nữa là chờ đợi những cái kết quả của nhiệm kỳ. Nhưng mà rõ ràng lúc này tôi cũng có đề cập ấy, là lướt qua các nhân vật ấy, thì soi vào các lập trường đối với các cái vấn đề, tiếp cận các vấn đề quan trọng của nước Mỹ và của thế giới mà Mỹ tham gia thì là đều nhất quán đối với ông Donald Trump. Thực ra ông đã phát biểu rồi, tới đây nhậm chức chính thức rồi, ông điều chỉnh như thế nào thì chúng ta cũng chưa rõ, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ điều chỉnh không nhiều. Điều chỉnh do ông nhận thức, đồng thời cũng có thể là do những cái áp lực của bên trong nước Mỹ và do những cái áp lực của bên ngoài nữa thì có thể có những điều chỉnh, nhưng mà ông rất nhất quán. Từ chuyện biến đổi khí hậu cho đến quan hệ với Trung Quốc, đến quan hệ với Nga, đến những cái vấn đề như là chống người nhập cư mà có thể mạnh mẽ là trục xuất người nhập cư, thì ông cử một nhân vật là đã lên tiếng ủng hộ Trung cái đó. Trung chống nhập cư rồi. Rất nhất quán với lập trường quan điểm của ông Donald Trump. Và lần này, như tôi nói lúc này, đã có một cái thuận lợi về mặt Đảng Cộng Hòa có sự ủng hộ đa số ở hai viện của Quốc hội thì ông triển khai thực hiện. Và thực ra ông Donald Trump cũng đã phát biểu là cái nhiệm kỳ này ông mới có thể là thực hiện được những cái điều mà ông mong muốn khi lên giữ chức Tổng thống Mỹ.
nhiệm kỳ trước ông vấp phải nhiều trở ngại khó khăn lắm. Tôi nhớ là khi ông Donald Trump nhiệm kỳ trước vừa đắc cử là ông đã cử một nhân vật làm cố vấn an ninh quốc gia, nhưng lập tức trong Đảng Cộng hòa và trong Đảng Dân chủ và trong giới chính trị Mỹ cho rằng cái nhân vật mà có thể làm cố vấn an ninh quốc gia ấy là thân Nga, và một cái sức ép ghê gớm đã gọi là phủ lên ông Donald Trump lúc đó, và lập tức là ông không lựa chọn người ấy nữa, phải cử một nhân vật khác mà như kiểu gọi là đa số trong Đảng Cộng hòa là chủ. Nhưng lần này thì khác, lần này ông kiên quyết hơn, ông tự quyết hơn, ông quyết đoán hơn, và đang giới thiệu cả cái nhân vật đấy. Thì chúng ta chờ đợi cái sự thông qua, bởi vì nó còn có cái bước là điều trần và thông qua nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là về cơ bản chắc chắn nó sẽ được thông qua, và ekip của ông sẽ hành động và chờ đợi những cái kết quả, nhất là trong 100 ngày đầu cầm quyền của ông Donald Trump. Về xung quanh cái vấn đề mà ta đang bàn, mà bạn có đặt ra rồi là chưa chắc nó phải được trả lời, xung quanh cái nội cả của ông Donald Trump thì ta bàn cũng nhiều rồi. Tôi muốn nói thêm một câu thế này: chúng ta quen lấy mình làm chuẩn để mà đánh giá người khác. Tức là gì? Ta xét một cái ông bộ trưởng quốc phòng phải là một cái ông đại tướng, phải một ông thiếu tướng, là cách suy nghĩ của Việt Nam. Một cái ông ngoại trưởng theo cái suy nghĩ của Việt Nam là phải, ý như ngày xưa mà Trung Quốc chọn ngoại trưởng đấy, thì ta mới khen rằng đấy là ngoại trưởng chuyên nghiệp, đào tạo rất cơ bản để qua vụ trưởng, cục trưởng, thứ trưởng. Nếu cách tiếp cận này thì ta nghĩ là cái ông Peter Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ làm có đại ủy thôi ạ. Ông đã tham gia chiến tranh ở Iraq, ở Afghanistan và Guantanamo rồi. Nhưng tôi biết lần ông phát biểu thì tôi thấy tay này khủng khiếp. Chưa một tay nào nói đi như tay này cả. Mà chăm đưa vào Bộ trưởng Quốc phòng này. Hắn bảo là Trung Quốc họ quyết tâm xây dựng một đội quân mạnh nhất thế giới để đánh bại Mỹ. Họ có một cái chương trình, kế hoạch, một chiến lược dài hạn dăm 30 năm. Trong khi Hoa Kỳ chúng ta chẳng có kế hoạch chiến lược gì ra hồn cả. Quả ra là một tay này đại ủy mà phát biểu thế thì ghê gớm lắm. Cách đào tạo của người Hoa Kỳ khác. Vì thế ông giám đốc ngân hàng có thể bộ trưởng quốc phòng ngay có chuyện gì đâu ạ. Mà không làm bộ trưởng quốc phòng thì trở lại ngân hàng. Cho nên khi đánh giá về cái nội các thì chúng ta cũng phải lưu ý chỗ này. Đừng lấy cái mình làm chuẩn để mà đánh giá, để mà nói rằng là không hiệu quả hay là sẽ khó khăn. Lưu ý cả bạn như vậy. Vâng, tôi xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương và chuyên gia Nguyễn Đăng Phát đã có những chia sẻ, nhận định vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị và các bạn, việc thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE mà không cần sự phê duyệt của Quốc hội phản ánh quyết tâm của ông Trump trong việc thực hiện cải cách nhanh chóng và linh hoạt. Tuy nhiên, với thiếu sót quyền lực pháp lý và ngân sách chính thức, liệu DOGE có thể thực hiện được những kỳ vọng đầy tham vọng mà ông Trump đề ra hay không vẫn còn là một câu hỏi. Ngoài ra, cho tới thời điểm này, nội các mới của ông Donald Trump cũng cơ bản được kiện toàn, đi kèm với các nhân vật trung thành nổi bật. Các bước chuẩn bị của vị tổng thống đắc cử này và những nước cờ chính trị tiếp theo sẽ cần theo dõi, nhìn nhận thêm nữa trong cục diện thế giới hiện nay. Chương trình Bình luận quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình, biên tập viên Nga Vũ xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của hai vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ xưa nay ông ta rất ghét cái chính phủ. Ông ta thấy cái bộ máy công kênh nặng nề, vô tích sự. Theo quan điểm của ông Donald Trump là dẹp, bỏ bớt, tốn tiền không giải quyết được gì cả. Chứ ý tưởng của Donald Trump là thế. Các nhân vật cho đến nay được ông Donald Trump giới thiệu để chuẩn bị tham gia chính phủ thì nói chung là những nhân vật bảo thủ. Cái Đảng Cộng hòa hoàn toàn bất bình, không vừa lòng với chính quyền Joe Biden để kiến chủ. Nói thẳng mà nói thế. Và vì thế họ ủng hộ ông Donald Trump, chứ cũng phải họ yếu quý ông Donald Trump đâu.
những cái sự không đồng tình trong nội bộ Đảng Cộng Hòa v.v. thì có thể người ta ở những cái bước nào đấy người ta nhẫn nhịn, người ta đang giấu kín, người ta chưa bộc lộ ra, nhưng nếu mà không đạt được thành tích trong trăm ngày đầu hay những bước tiếp theo nữa thì những cái mâu thuẫn ấy sẽ bộc lộ ra và sẽ gây khó khăn cho. Trên hành tinh này, hóa ra chỉ mỗi hai mối quan hệ quan trọng nhất là quan hệ Mỹ-Trung và Mỹ-Nga thôi ạ. Thì tôi cho rằng cái chuyện Mỹ-Trung trong 4 năm tới đấy thì mường tượng hình dung được. Nhưng rõ ràng quan hệ Mỹ-Nga trong 4 năm tới đấy là một ẩn số.